Sáng ngày 5 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2022. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Minh Tâm chủ trì hội nghị. Năm 2022, An Giang có tổng kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên 5.267 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương trên 1.700 tỷ đồng, giống ngân sách địa phương trên 3.499 tỷ đồng. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao và phân bổ chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 và sau 4 tháng thực hiện, ước kết quả giải ngân đạt 12,15% kế hoạch vốn đã giao, cao hơn 1,75% so với cùng kỳ năm 2021. Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh trong 4 tháng đầu năm còn thấp so với yêu cầu nguyên nhân do kế hoạch vốn năm 2022 từ nguồn vốn ngân sách toàn tỉnh có tổng cộng 154 dự án khởi công mới chiếm 73% số lượng dự án tuy nhiên các dự án này còn đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện đầu tư nên chưa thanh toán tạm ứng hoặc chưa có khối lượng thanh toán để giải ngân vốn Ngoài ra, do tháng 1 năm 2022, trùng giới Tết Nguyên đáng đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công của một số dự án. Các chủ đầu tư tập trung thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án của kế hoạch vốn năm 2021. Bên cạnh đó, khâu bồi thường giải phóng mặt bằng tiếp tục là nút thắt lớn nhất trong quá trình triển khai thực hiện các dự án cần giải phóng mặt bằng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho rằng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội đã trở lại trạng thái bình thường, việc thực hiện các dự án không còn chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2022 vẫn còn thấp, do đó để thực hiện mục tiêu đến hết tháng 6 đạt tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ 40 đến 50%, đến hết quý 4 đạt tỷ lệ giải ngân 100%. Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2022, mỗi tháng phải tổ chức cuộc họp để đánh giá tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời lấy chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công để đưa vào đánh giá tiêu chí thi đua cuối năm. Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định, mục tiêu, chỉ tiêu giải pháp thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp quỹ, nhất là người đứng đầu các đơn vị trong việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Các đơn vị phải phân công cụ thể cán bộ phụ trách, có kế hoạch chi tiết từng giai đoạn thực hiện dự án và giải ngân vốn. Đối với các dự án còn dướng giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư cần phối hợp các đơn vị liên quan, các quyền, thị xã, thành phố có dự án đi qua để xử lý khó khăn dướng mắt. Bên cạnh đó, các sở ngành tỉnh phải thường xuyên tổ chức đoàn đến kiểm tra các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn dướng mắt để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ông Nguyễn Thanh Bình lưu ý Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh tăng cường đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện quyết toán vốn dự án hoàn thành, nhất là các nguồn vốn phân cấp cho các quyền quản lý và các dự án tồn động chậm phê duyệt quyết toán.